Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Tin COVID-19 sáng 16 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 16.305 ca COVID-19 mới, trong đó 12.695 F0 trong cộng đồng, sót xa 139 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận thêm 550 ca nặng, nguy kịch, hơn 58.000 F0 đang điều trị. Hải Phòng số F0 nguy kịch tăng, đau lòng thêm 3 ca tử vong. Đà Nẵng vượt 2.000 ca trong 3 ngày, khẩn trương phân loại F0 điều trị tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 18 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số lên 30 bệnh nhân mắc COVID-19 biến thể này. Và sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 1 đến 16 giờ ngày 15 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước, tăng 279 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh, thành phố, có 12.695 ca trong cộng đồng. Cụ thể, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.810 ca COVID-19 mới trong ngày. Tiếp đó là Đà Nẵng 874 ca, Hải Phòng 814 ca, Khánh Hòa 654 ca, Bình Phước 651 ca, Trà Vinh 646 ca, Bình Định 581 ca, Bến Tre 567 ca, Tây Ninh 468 ca, Cà Mau 438 ca, Bắc Ninh 415 ca, Vĩnh Long 393 ca, Thanh Hóa 372 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 364 ca, Hưng Yên 335 ca, Quảng Ninh 312 ca, Quảng Ngãi 309 ca, Vĩnh Phúc 275 ca, Quảng Nam 255 ca, Bắc Giang 255 ca, Thừa Thiên Huế 245 ca, Hải Dương 243 ca, Hòa Bình 232 ca, Lâm Đồng 225 ca, Nghệ An 224 ca, Đắk Lắk 215 ca, Nam Định 205 ca, Thái Nguyên 192 ca, Thái Bình 177 ca, Bạc Liêu 176 ca, Hà Giang 136 ca, Phú Yên 135 ca, Đồng Tháp 133 ca, Kiên Giang 130 ca, Phú Thọ 124 ca, Bình Thuận 116 ca, Bình Dương 106 ca, Tuyên Quang 104 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 95 ca, Hậu Giang 94 ca, Cần Thơ 93 ca, Gia Lai 92 ca, Đắk Nông 92 ca, Lào Cai 87 ca, An Giang 77 ca, Long An 71 ca, Quảng Bình 71 ca, Hà Tĩnh 64 ca, Lai Châu 62 ca, Yên Bái 58 ca, Sóc Trăng 58 ca, Quảng Trị 56 ca, Đồng Nai 55 ca, Điện Biên 52 ca, Hà Nam 51 ca, Tiền Giang 50 ca, Sơn La 47 ca, Ninh Thuận 40 ca, Cao Bằng 23 ca, Bắc Cạn 11 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.950 ca mỗi ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 20.347 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4, 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 510.968 ca, Bình Dương 292.023 ca, Đồng Nai 99.216 ca, Tây Ninh 85.245 ca, Hà Nội 84.970 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 51.744 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.717.964 trường hợp. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 195 ca mỗi ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN.
Về tình hình tiêm chủng trong ngày 14 tháng 1, có 1.387.809 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 166.942.276 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 78.563.059 liều, tiêm mũi 2 là 72.121.184 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala là 16.258.033 liều. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 12 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 3 ca, Khánh Hòa 2 ca, Long An 1 ca. Hà Nội ghi nhận thêm 550 ca nặng, nguy kịch, hơn 58.000 F0 đang điều trị. Thưa quý vị, hơn 2.800 ca COVID-19 mới ghi nhận ngày 15 tháng 1, nâng tổng ca mắc ở Hà Nội trong 4 tuần qua lên gần 68.000 ca, chiếm hơn 76% tổng ca mắc trong đợt dịch thứ tư ở thủ đô. Bản tin COVID-19 do Sở Y tế Hà Nội tối 15 tháng 1 phát đi cho thấy trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 2.810 ca mắc COVID-19 mới, giảm gần 200 ca so với hôm qua. Trong số ca mắc mới có 676 ca cộng đồng, số còn lại đã được cách ly. Hơn 2.800 ca COVID-19 mới ở Hà Nội phân bố tại 492 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Thanh Trì 132 ca, Đông Anh 125 ca, Đống Đa 119 ca, Hoàng Mai 115 ca, Gia Lâm 96 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4, 2021 là 88.387 ca. Chỉ hơn 3 tuần, Hà Nội có gần 68.000 ca COVID-19 mới, chiếm hơn 76% tổng ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4. Tới hết ngày 14 tháng 1, toàn thành phố có hơn 58.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 135 ca là bệnh nhân ở Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 218 ca. Tại các bệnh viện của Hà Nội gồm các bệnh viện tầng 2 và tầng 3 là 3.299 ca, tăng hơn 200 ca so với 3 ngày trước. Số còn lại điều trị ở tầng 1 là bệnh nhân không triệu chứng hoặc thể nhẹ, chiếm 94% tổng số ca nhiễm đang điều trị. Theo thông tin của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Hà Nội có thêm 18 ca COVID-19 tử vong. Hiện có khoảng 550 F0 điều trị tại Hà Nội trong tình trạng nặng, nguy kịch. Hải Phòng số F0 nguy kịch tăng, đau lòng thêm 3 ca tử vong. Thưa quý vị, tính đến 18 giờ ngày 15 tháng 1, 2022, toàn thành phố Hải Phòng đã ghi nhận thêm 841 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 19.006 ca. Trong số ca mắc mới hôm nay, có 755 trường hợp phát hiện qua tự đi làm xét nghiệm, 59 trường hợp F1, 9 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của Dương Kinh, An Dương và Thủy Nguyên, 14 trường hợp test nhanh dương tính, còn lại là các ca bệnh nghi ngờ. Cùng ngày, Hải Phòng cũng ghi nhận số ca nguy kịch tăng với 105 ca, trong đó 14 ca phải thở máy xâm lấn, 14 ca thở HFNC, thở mắc 71 ca và 3 ca tử vong do COVID-19. Về số ca hồi phục xuất viện tính đến thời điểm này, ngành y tế thành phố Hải Phòng đã công bố khỏi bệnh cho 11.067 ca. Trong đó, ngày hôm nay 15 tháng 1 có 743 F0 khỏi bệnh, riêng quận Ngô Quyền chiếm 551 ca. Theo đánh giá cấp độ dịch của thành phố, quận Ngô Quyền đang ở cấp độ 3, nguy cơ cao. Tuy nhiên, toàn quận có 7 trên 12 phường vẫn nằm ở cấp độ dịch cấp 4, nguy cơ rất cao gồm Máy Tơ, Cầu Tre, Đông Khê, Cầu Đất, Đằng Giang, Lạch Tray và Đồng Quốc Bình. 5 phường đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 3 nguy cơ cao gồm Máy Chai, Vạn Mỹ, Lạc Viên, Gia Viên và Lê Lợi. Để thích ứng an toàn với dịch bệnh, quận chỉ đạo các phường đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung cho người dân trên địa bàn. Tổng số đến hết ngày 13 tháng 1, toàn quận triển khai tiêm hơn 16.000 mũi vaccine bổ sung cho người dân. Đà Nẵng vượt 2.000 ca trong 3 ngày, khẩn trương phân loại F0 điều trị tại nhà. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cập nhật thông tin. Trên địa bàn vừa ghi nhận 874 ca mắc COVID-19, trong đó có 8 ca đã cách ly tập trung, 214 ca cách ly tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa và 617 ca cộng đồng. Trong số 617 ca cộng đồng, có 357 ca tự đến cơ sở y tế trên địa bàn để khám bệnh, xét nghiệm, 125 ca tự test nhanh dương tính, 59 ca có triệu chứng được các trạm y tế xã, phường lấy mẫu, 69 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh,
4 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Quang Thành, chợ Thanh Vinh, 2 xét nghiệm định kỳ lực lượng công an. Số ca COVID-19 tập trung nhiều nhất ở quận Sơn Trà với 230 ca, quận Thanh Khê 164 ca, quận Hải Châu 139 ca, quận Liên Chiểu 106 ca, quận Cẩm Lệ 115 ca, quận Ngũ Hành Sơn 60 ca, huyện Hòa Vang 48 ca, 12 ca về từ các tỉnh. Ngành Y tế nhận định có 812 trên 874 ca có nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Trong những ngày vừa qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục tăng cao. Trong đó, ngày 14 tháng 1 ghi nhận 765 ca, ngày 13 tháng 1 ghi nhận 657 ca. Trước tình hình các F0 tăng cao trong những ngày vừa qua, Sở Y tế Đà Nẵng đã có văn bản cập nhật điều kiện, quy trình tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả công tác cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú đến các đơn vị liên quan. Theo đó, ngành Y tế thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và nhân lực để thiết lập các trạm y tế lưu động trên địa bàn, đảm bảo công tác cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú, trung tâm y tế các quận, huyện tăng cường nhân lực. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 18 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số lên 30 bệnh nhân mắc COVID-19 biến thể này. Thưa quý vị, chiều 15 tháng 1, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận địa phương vừa phát hiện 18 trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Omicron. Tất cả các trường hợp mới phát hiện thông qua việc giải trình tự gen đều là những ca nhập cảnh. Như vậy, cộng dồn đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện tổng cộng 30 ca nhiễm biến thể trên. Trong số 18 bệnh nhân mới, có một trường hợp 82 tuổi từ Mỹ về Việt Nam và có nhiều bệnh nền. Bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp còn lại đều không có triệu chứng, đang được theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Trong một diễn biến dịch khác, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc sắp xếp lại các hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, Sở Y tế cho biết từ 19 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới sẽ tạm ngưng hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, 5, 10 và bệnh viện dã chiến Củ Chi. Chỉ đạo này được đưa ra nhằm giúp các bác sĩ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe khi tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu được đẩy lùi. Địa phương cũng vừa công bố giữ vững vùng xanh cấp thành phố trong 2 tuần liên tiếp.